Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta tiếp tục học giáo trình Editor A2 chương 7. Ở trang 108 chúng ta có một phần học về ngữ âm học, về phát âm. Chúng ta sẽ tập phát âm các chữ sau đây. Đây là một bộ của tính từ Indefini. Đây là tính từ giống đực số ít, giống cái số ít, giống đực số nhiều, giống cái số nhiều. Và chúng ta sẽ xem bốn chữ này phát âm như thế nào. Và trong phần số 1, người ta yêu cầu chúng ta hãy nghe cái CD số 32, rồi chúng ta hãy quan sát ở bên dưới này các cái chữ được gạch dưới thì nó phát âm khác nhau. Và bây giờ chúng ta hãy nghe CD số 33. Và bây giờ chúng ta nghe CD số 33. Page 108. Phonétique. Prononcer tout, toutes, tous, toutes. Exercice 1. A. Tout le monde. B. Tous les jours. C. Toute la nuit. D. Toutes les personnes. Và người ta hỏi những cái chữ được gạch dưới, những chữ mà có cái gạch dưới này thì được đọc với bao nhiêu cách khác nhau, combien de façons différentes, đọc bao nhiêu cách khác nhau. Chúng ta thấy nó có bốn dạng thức nhé, bốn chữ này viết khác nhau hoàn toàn nhưng mà chúng đọc theo bao nhiêu cách khác nhau. Chúng ta thấy chỉ có hai cách khác nhau thôi, A và B đọc giống nhau này, tout le monde, tous les jours, TU, tout le monde, tous les jours, trong khi CD thì đọc giống nhau, toute la nuit, toutes les personnes. Như vậy chúng ta nhắc lại, chữ bốn chữ này viết khác nhau bốn cách nhưng mà đọc thì chỉ có hai cách: tout le monde, tous les jours, toute la nuit, toutes les personnes, tout le monde có nghĩa là cả thế giới, ở đây chúng ta không dịch là thế giới mà tất cả mọi người, tout le monde, tất cả mọi người. Ví dụ chúng ta chào nhiều người quá, thay vì chào người A, người B, người C thì chúng ta chào chung là bonjour tout le monde. Tous les jours, tout này là đi với danh từ giống đực số nhiều, jour là danh từ giống đực và là số nhiều, tous les jours. Toute la nuit, cả một đêm, chúng ta dùng tout đi với một danh từ giống cái số ít, toute la nuit. Toutes les personnes là tất cả mọi người, ở đây là tất cả, nói chung tất cả mọi người, còn đây tất cả những người, toutes les personnes. Đây là một danh từ giống cái số nhiều, chúng ta dùng tout. Như vậy có thể tóm lại là tu đi với danh từ giống đực số ít, tout đi với danh từ giống cái số ít, hai chỗ này cho số ít, tu đi với danh từ giống đực số nhiều, tout đi với danh từ giống cái số nhiều. Vậy hai chữ này là hai tính từ đi với số ít, đây là hai tính từ đi với danh từ số nhiều, và chúng ta gọi các chữ này là adjective indéfini. Adjective indéfini khá nhiều, chúng ta phải học từ từ. Adjective indéfini. Indéfini là không được xác định. Chúng ta chỉ nói là tất cả mọi người, không biết là người đó tên là gì, người đó là ai. Rồi tất cả mọi ngày là ngày nào chúng ta không nói. Suốt cả đêm, chúng ta chỉ biết là suốt đêm và không biết là từ mấy giờ tới mấy giờ đêm nào. Như vậy người ta gọi đó là những tính từ không xác định, nó đi với danh từ. Trong phần B, người ta nói yêu cầu chúng ta hãy nghe lại. Dans les mots soulignés, barre la lettre ou les lettres qui ne se prononcent pas. Chúng ta thấy là trong các tính từ không xác định này, những ký tự nào, lettre, những ký tự nào không được phát âm thì chúng ta gạch nó đi. Thì chúng ta sẽ thấy ở trong tính từ thứ nhất, tu thì là t không phát âm. Tôi đánh màu vàng để cho dễ thấy, tu không phát âm. Ở trong phần B, S không phát âm. Tous les jours không phát âm S. Ở trong câu C, chúng ta thấy ô cuối không phát âm. Toute la nuit. Người ta không đọc là toute la nuit, mà toute la nuit. Ở đây cũng vậy, không phát âm ký tự ô S cuối. Người ta không đọc là toutes les personnes, mà đọc là toutes les personnes. Phần số 2, compléter avec, với chữ tout này, người ta sẽ xem những chữ nào phát âm giống nhau. Thì chúng ta thấy
tu phát âm giống nhau. Tu, T-O-I-T và T-O-I-S, O la même prononciation et se prononce tu. Hai chữ này phát âm giống nhau và được phát âm là tu, trong khi hai chữ cuối là tut, T-O-U-T-E, T-O-U-T-E và T-O-U-T-E-S. Tức là chữ này, và chữ này có cùng cái phát âm và phát âm là tut, tu, tut. Người ta không phát âm chữ S cuối của, người ta không phát âm chữ S cuối của T-O-U-S, người ta không phát âm S cuối và của T-O-U-T-E-S. Lưu ý, quand tu est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un H, on doit faire la liaison. Lưu ý là khi chữ T-O-U-T, chữ tu này đi sau đó là một từ được mở đầu bằng một nguyên âm hay một H âm, thì chúng ta phải đặt nối tout a bien marché. Marché là hoạt động là tốt, chứ không phải là đi. Tất cả mọi chuyện đều hoạt động tốt, phải không? Tout a bien marché. À, tout à l'heure là lát nữa. Chữ A này là hẹn, hẹn một lát nữa. Tout a bien marché. À, tout à l'heure. Ở phòng trong phần số 3, phần thực tập, người ta yêu cầu chúng ta hãy đọc những câu này, đọc to giọng. Lisez ces phrases à voix haute. Voix là giọng nói, haute là cao. Các bạn hãy đọc những câu này với giọng cao lên. Puis écoutez-les. Rồi sau đó các bạn hãy nghe những câu này. Pour vérifier votre prononciation. Để kiểm chứng lại cái cách phát âm của các bạn. Câu A chúng ta đọc như sau. J'ai tout le temps faim. J'ai faim là tôi đói. Tout le temps là hoài hoài. Tout le temps, chúng ta không phát âm cái từ ơ này. Thay vì đọc là tout le temps, vì đọc nhanh là tout le temps. J'ai tout le temps faim, lúc nào tôi cũng đói. Je suis fatigué, tôi bị mệt. J'ai travaillé toute la journée, tôi đã làm việc suốt cả một ngày dài. Tout a changé, ở đây chúng ta phải đọc nối. Tout a changé, tất cả mọi sự đã thay đổi. Il part en vacances à Ibiza tous les ans. Người ấy đi nghỉ hè ở Ibiza. Ibiza là một bãi biển ở bên Tây Ban Nha. Tous les ans, tất cả mọi năm, năm nào người ấy cũng đi nghỉ hè ở Ibiza. Julie et Teresa, oui, je les connais bien toutes les deux. Chị Julie và chị Teresa phải không? Đúng rồi, tôi biết họ, cả hai người. Je les connais bien, tôi biết rõ cả hai người. Toutes les deux. Câu cuối cùng, tout est super ici. Chúng ta phải đọc nối. Tout est super ici. Ở đây mọi chuyện đều là tuyệt vời. Như vậy chúng ta đọc lại một lần nữa, rồi nghe CD số 34 để kiểm tra lại cái cách phát âm của chúng ta. J'ai tout le temps faim. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la journée. Tout a changé. Il part en vacances à Ibiza tous les ans. Julie et Teresa, oui, je les connais bien toutes les deux. Tout est super ici. Và bây giờ chúng ta nghe CD số 34. Và bây giờ chúng ta nghe CD số 34 để chúng ta kiểm tra lại việc phát âm của chúng ta. Page 108, exercice 3. A. J'ai tout le temps faim. J'ai tout le temps faim. B. Je suis fatigué. J'ai travaillé toute la journée. Je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée. Tout a changé. Il part en vacances à Ibiza tous les ans. Tous les ans. Julie et Teresa? Oui, je les connais bien toutes les deux. Toutes les deux. F. Tout est super ici. Tout est super ici. Phần số 4 là một bài viết chính tả, đích tê. Các bạn hãy nghe rồi các bạn hãy viết, rồi sau đó kiểm tra lại cái phần viết của mình nhờ vào cái phần viết ở trang 207. Và sau đây là bài dicté mà chúng ta sắp nghe. Tôi xin giải thích. Je travaille beaucoup toute l'année.
Tôi làm việc rất nhiều suốt cả năm. Mon chef est son assistant, son autoritaire, tous les deux. Sếp của tôi và người trợ tá của ông ta thì cả hai người đều rất là độc đoán, chuyên quyền. Ce n'est pas facile tous les jours, mais toute l'équipe est efficace. Như vậy là mỗi ngày, hàng ngày thì không phải là dễ dàng, nhưng mà tất cả nhóm thì đều hữu hiệu. Toutes les entreprises n'ont pas une équipe aussi motivée. Không phải là tất cả mọi xí nghiệp đều có một cái đội ngũ có động lực làm việc như là như thế này. Và bây giờ chúng ta nghe phần đọc chính tả. Và khi nghe đọc chính tả, chúng ta sẽ thấy ở cuối câu nó có cái chấm, thì người đọc sẽ đọc là point, point là cái chấm. Và ở cuối chúng ta có chấm than, point d'exclamation. Và bây giờ chúng ta nghe bài chính tả. Page 108, exercice 4. Je travaille beaucoup toute l'année. Point. Mon chef et son assistant sont autoritaires tous les deux. Point. Ce n'est pas facile tous les jours, mais toute l'équipe est efficace. Point. Toutes les entreprises n'ont pas une équipe aussi motivée. Point d'exclamation. Như vậy ở đây chúng ta thấy là toute l'année, je travaille beaucoup toute l'année. Ở dưới chúng ta thấy là tous les deux, đọc là tous les deux, cả ông sếp của tôi và người trợ lý của ông ta, cả hai đều rất là độc đoán, tous les deux. Ở dưới chúng ta có toute l'équipe, đi với danh từ giống cái, équipe là danh từ féminin, toute l'équipe, toute l'équipe. Và ở dưới chúng ta có câu tất cả mọi xí nghiệp, toutes les entreprises. Vậy chúng ta thấy tout ở số ít và tout ở số nhiều đọc cũng giống nhau. Toute l'équipe est efficace. Toutes les entreprises n'ont pas une équipe aussi motivée. Xin chào tất cả mọi người.